Thằng nào đã mật báo cho Phú Lê để biết chuyện này? Tìm được, khử nó ngay cho tao. Ngoài thằng Tuấn Đẩn ra, tao khẳng định không có ai biết cả. Theo em, anh ấy là người thế nào? Em tin anh Phú là người tốt. Thì con có làm bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Mãi mãi anh em mình. Ok. Là anh em đại ca. Ok. Đại ca. Còn nếu mà là Tuấn Đẩn, em sẽ xử nó. Em xin lỗi. Kiếp sau đại ca vẫn là đại ca của em. Vậy là Xích Lang bắt đầu nổi sóng gió rồi đấy. Cảm ơn con đã cúng tiến tiền cho chùa, để thường xuyên đến đây tu bổ Phật tượng. Cậu luôn luôn phải nhớ rằng mình là một chiến sĩ cảnh sát đấy nhá. Lần sau bố sẽ cố. Hai đứa. Dạ vâng. Chúng em đang hẹn hò. Thằng này. Bố. Con gái tao mà mày cũng dám à? Bố. Bố ơi. Mày ăn gan hùm chưa chắc. Bố. Bố bình tĩnh lại đã. Con xin bố đây. Bố. Bố đùa. Bố đùa đấy mà. Bố. Bố đùa chả vui gì cả. Con đi về nhá. Rồi không đùa nữa. Bây giờ là thật thế này. Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu làm cho con gái tôi khổ, cậu biết hậu quả đằng sau cái việc cái đó là thế nào rồi đó. Sếp yên tâm, em sẽ không để Hân phải khổ đâu ạ. Tốt. Nào, ăn đi. Đây, con mời bữa. Thank you.
Nào, chúc mừng. Ăn đi con. Xin phép sếp, em ở lại nói chuyện với bố nhé. Anh ra ngoài hút thuốc. Ăn đi con. Con cảm ơn ạ. Công việc của con bên công ty Phú Lê Đạo là thế nào? Chắc là bận lắm. Độ này khó gặp con quá. Cũng bận thật bố ạ. Bình thường thì con chỉ lo sổ sách tài chính thôi. Nhưng mà gần đây anh Phú giao cho con thêm cả việc điều hành nhân sự ở bến bãi nữa. Làm gì thì làm. Con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Với lại phải dành chút thời gian cho bạn trai chứ. Cái thằng Phú Lê này, tệ thật. Chắc nó định biến con gái tôi thành bà gái già đây. Bố này, thế chẳng phải hôm nay con dẫn con rể tương lai đến ra mắt bố làm gì? Nào, bố đi con. Vâng ạ, chê. Cậu cũng lên bóng lá đi. Con này, bến xe phía đông. Từ trước giờ do thằng Hùng Gà quản lý. Đồ này đã qua tiếp quản chưa? Vẫn chưa bố ạ. Anh Phú cũng đang nhờ con tìm một người có kinh nghiệm. Mà quan trọng là phải thật thà nữa. Mà con tìm mãi vẫn chưa thấy ai. Con gái này, bố có thằng đàn em. Thằng Đạt đấy mà. Bố mới cho nó nghỉ việc ở vũ trường. Vì thằng này ngoại giao kém quá. Mà con biết đấy, công việc ở bên vũ trường rất phức tạp. Nó lại là thằng ít nói, rất trung thành. Bố nghĩ hay là để cho nó tiếp quản cũng xa khi đâu, có lẽ hợp với nó hơn. Vâng, thế thì cần gì bằng. Con cảm ơn bố nhá. Tốt lắm. Nào con. Có làm phiền hai bố con nói chuyện không? Rồi, chúc sức khỏe. Thế hai đứa quen nhau đã bao lâu rồi? Dạ, cũng mới thôi ạ. À. Mới là bao lâu? Dạ, 4 tháng. Khai phật ra. 4 tháng ạ. À. 4 tháng? Giỏi lắm. Thì bố có ưng chàng rể này không? Em chào anh trai. Sao hôm nay anh trai lại đến đây chơi một mình như này? Đại ca Tuấn của em đâu ạ? Mấy hôm nay em không thấy nó đâu. Chắc nó lại chui vào xó nào với mấy em hàng. Nhà đang bao việc mình đi chơi. Anh trai cứ lại nói đùa. Anh Tuấn của em nó đâu có thích mấy cái món là gái gú đâu. Mà đâu có phải là ai mà cũng được hào hoa như là đại ca đây. Chú ạ, đúng không? Béo, Vong, đi tìm một Tuấn đợt rồi nha. Em đây, lấy cho anh một chai Chivas 21 bà này, tính vào bill của anh. Gọi em Phương Bun xuống tiếp anh trai, nhớ chưa? Em chúc anh trai chơi vui vẻ. Được. Em đi đi ạ. Em đi ạ. Thank you.
Em chào các anh ạ. Em bỏ tay em ra, em đang có việc. Ở lại với anh đi, em biết anh yêu em mà. Đi với anh. Anh trai đến địa bàn của em, quấy khách của em, lại còn đưa người của em đi. Ý anh trai muốn gì? Địa bàn của mày như người của tao. Thế? Chúng mày muốn gì? Chiến thôi. Mời các anh ra ngoài. Đây là cuộc chiến 1-1. Ai mạnh người ấy được. Anh trai đàn ông chút đi. Việc ngày hôm nay anh đưa người của em đi, em bỏ qua cho anh. Bởi vì em không muốn đắc tội với anh Phú Lê. Nhưng nếu anh thích, thằng em này lúc nào cũng sẵn lòng chiều anh. Anh trai, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. À anh, công việc anh thấy có lăn tăn gì không ạ? Anh thấy là bến thiếu đi một người quản lý rất là mệt. Anh đừng lo, em vừa mới tìm được một người thay thế anh Hùng Gà rồi. Sang tuần anh ấy sẽ đến làm. Ừ, em làm việc thì anh rất là tin tưởng. Em cảm ơn. Anh đi trước nhá. Dạ vâng ạ, em chào anh. Ừ. Khu đất ấy rất tiềm năng. Tôi tin rằng nếu chúng ta hợp tác sẽ rất thành công. Luật sư bên tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục để chuyển sang cho ông. Xin phép ông, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với chị Kiều. Hai người cứ tự nhiên. Hy vọng hợp tác thành công. Hợp tác vui vẻ. Chào ông. Có chuyện gì mà cậu căng thẳng vậy? Chị ơi, Tuấn Đần mất tích rồi. Em đã cho người đi lùng sục khắp nơi nhưng không thấy ạ. Trước giờ nó làm gì thì thường hay thông tin với chị. Hai ngày hôm nay không thấy nó nhắn tin, chị lại tưởng nó đi làm việc cho cậu. Là không à? Chị lo nó lành ít dữ nhiều. Chị ơi, em nghe rằng cô Tí nói vụ này liên quan đến Phú Lê. Lại là Phú Lê. Được. Để xem hắn ta muốn dở những trò gì. Sơn ơi! Sơn! 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 Sơn ơi, mày bị sao ấy? Mày làm sao thế này? Xảy ra chuyện gì? Anh à! Anh ơi! Sơn nó nghiện anh ạ! À. Mày đi lấy cho anh ca đậu lành về đây! Lành lên! Đi Sơn ơi! Ôi! Sơn!
chưa? Tỉnh rồi anh ạ. Ổn rồi, đưa vào bệnh viện đi. Cậu quản lý đàn em kiểu gì mà lại để ông Sơn nghiện lại? Em xin lỗi anh ấy. Thật ra hôm trước em lấy trộm một gói từ thằng Thắng Mắt Mèo để em đi kiểm tra nguồn gốc xuất xứ xem chất lượng thế nào. Ai ngờ nó lại nghiện lại. Cậu bước chân vào giang hồ bao nhiêu năm rồi mà cậu cũng biết là đưa hàng cho thằng nghiện khác gì giao chúng cho ác. Về đưa nó đi cai nghiện ngay. Vâng. Trước tiên về công ty làm công việc cho tôi. Vâng. Nói cho tôi biết Tuấn Đần đang ở đâu. Người của em sao lại đằng sau tôi anh làm biết bao nhiêu chuyện hèn hạ. Cũng chỉ vì anh muốn lên làm người đứng đầu của xã đoàn. Anh muốn gì ấy thì tìm thẳng tôi. Tại sao lại cho người đi ám toán đàn em của tôi? Chuyện không như em nghĩ đâu. Rồi một ngày em sẽ hiểu. Lại ẩu đả. Đây là lần thứ mấy rồi? Anh em trong xã đoàn cầm dao kiếm chém nhau, thế còn ra thể thống gì nữa? Chừng nào còn có người muốn ngồi lên đầu tôi thì chừng đó tôi không để yên đâu. Còn cậu, cậu giải thích sao về chuyện này? Có người không chịu nói lý lẽ, đem tất cả những việc tôi không làm quy chụp lên đầu tôi. Vậy tôi cũng không có gì để nói. Anh không làm thì ai làm? Cướp hàng của tôi, giành mối làm ăn của tôi, đàn em của tôi bây giờ sống chết chưa rõ. Tôi đã nói rồi, việc mất tích của em họ cô tôi không biết. Cả xã đoàn đều biết bắt cọp đàn em của cậu mâu thuẫn với Tuấn Đần và Hiển Dâm. Cậu không biết nhưng đàn em của cậu biết. Cậu không làm nhưng đàn em của cậu làm. Tôi đã nói tôi không làm thì đàn em của tôi cũng không làm. Anh hiểu chưa? Hai người hãy thôi mâu thuẫn đi, tập trung vào công việc của mình. Thời gian thử thách xem ai xứng đáng là đại ca Long Đầu cũng đã sắp hết rồi. Nhưng còn Tuấn Đần, chúng tôi đang cho người tìm nó. Còn việc của anh, chúng tôi đã quyết định sẽ rót tiền để anh mở rộng mảng vũ trường. Anh trả thế được không? Được. Ok đấy. Anh em ngồi đi. Đẹp đấy. Ok đấy. Em xin được giới thiệu với anh
đây là một trong rất nhiều những phòng bay của đại ca em mới mở. Anh thấy có được không ạ? Ok đấy. Bạn em ơi. Anh Vương, anh không chịu đi. Rót cho mọi người đi em. Dạ vâng. Anh ạ. À, đại ca dặn em đưa anh đi tham quan mô hình ở bên em. Sắp tới đại ca sẽ mở thêm 6 phòng bay nữa. Lúc đó hy vọng rằng anh trai sẽ cung ứng đủ hàng cho bọn em. Các cơ sở ngoại tỉnh đang chiếm 2/3 số hàng anh cung cấp. Thời gian tới, anh sẽ tìm cách liên kết với thằng chát trai ở bên Tam Giác Vàng. Vậy thì quá tốt ạ. Nào, anh em, chúng ta nâng ly đi. Chúc sức khỏe tất cả anh em. Chúc cho anh em chúng ta hợp tác thành công. 3, 2, 1, go! Công việc của em dạo này thế nào? Em thì vẫn ổn, nhưng mà em thấy anh Phú dạo này buồn lắm. Có thể là do chuyện hiểu lầm giữa anh ấy với chị Kiều ngày một lớn. Đáng lẽ ra họ là một cặp đôi rất đẹp, chỉ tội là không có duyên. Hay là chúng mình sẽ làm ông tơ bảo nhiệt xe riêng cho họ? Không được đâu. Tại sao? Chưa thử sao biết là không được? Không được là không được. Nếu như mình xe duyên cho họ ấy, chính chúng mình sẽ mất duyên. Có được không? Không được. Có. Không được. Có. Không được là không anh được. Anh phải chiều em chứ. Nhưng mà không được. Nhưng mà như thế là ích kỷ. Như thế là mất duyên. Không. Không được là không được. Em là người yêu anh mà, anh phải đồng ý. Không đi, được. Đi. Không. Không được là không được mà lại không được. Chào chị ạ. À, em là nhân viên của anh Phú Lê. Hôm nay em đến đây muốn nhờ chị giúp một việc ạ. Mời em vào. Còn một tuần nữa là hết thử thách. À mà còn 3 dự án trong tay cậu đấy nhá. Cố gắng hoàn tất sớm thôi chị. Mà đi chơi ít thôi. Đừng có suốt ngày gây sự với thằng Bắc Cọp nữa. Có chuyện gì đấy? Chị nhìn. Trời ơi. Thằng này. Chị cứ ngồi nhé, em đi có việc. Xin lỗi, chị có phải là Thúy Kiều không ạ? Là tôi đây. Mời chị ngồi. Có chuyện gì thế? Có chuyện này tôi muốn nói rõ với chị. Chị nói đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi. Đợi em lâu chưa? 10 năm thì có được gọi là lâu. Bắt cóc! Đứng lại! Có chuyện gì?
Anh Hiển bảo bọn tao đến xử mày. Em chạy trước đi. Hãy hãy ha quay ha 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 Mở xuống. Đánh tao à? Đánh tao này. Đánh đi.